Kính chào chú vị đạo hiếu Đến với tiểu điểm thính phòng Trường Xuân Quan Mời quý vị nghe tiếp bộ truyền Tiên giả, tác giả vong ngữ Chương 747 Phản hư ngũ hành Chú vị nghe chuyện, hãy đăng ký kênh Like, share và bình luận audio Để ủng hộ tại hạ. sau khi đám thiên cư tử chiến tử. Chiến ý của tu sĩ Trường Xuân Quan lập tức sụp đổ, nhưng vẫn còn một số trường lão cùng với đệ tử thề sống chết không đầu hàng, chú đóng trong đại trận tông môn, liều chết đấu tranh. Cho đến khi đại trận tông môn hoàn toàn bị công phá, mấy đệ tử cùng với trường lão quan cố không chịu đầu hàng đều bị thanh trừ sạch sẽ. Thủ đoạn của tịch ảnh đối với bọn họ không tính là tàn nhẫn, chỉ là vô cùng quả quyết mà thôi. Trong những người này, cũng có người bị bắt mới lựa chọn đầu hàng Cũng có người trong sông Nguyệt Minh Cầu tình giúp bọn họ Nhưng tịch ảnh không chút do dự Chỉ vì lúc nàng giết chết thiên cơ tử Đã từng chiêu hàng có một lần Đó là cơ hội sống sót cuối cùng Của tất cả tu sĩ Trường Xuân Quan Khi đó bọn họ đã không đầu hàng Thì sau đó tuyệt sẽ không chấp nhận đầu hàng nữa Tất cả đều sẽ giết bỏ không tha Bởi vì nàng không có hy vọng tương lai Khi đang phải đối mặt với uy hiếp cực lớn ở bên ngoài, mà nội bộ vẫn còn có rất nhiều tai họa ngầm xót lại qua chuyện này các trưởng lão trưởng môn phái khác ban đầu ở liên quân sông nguyệt minh cũng rốt cuộc hiểu rõ được tính cách của tịch ảnh nàng có kỷ luật nghiêm minh sát phạt quyết đoán ân uy tịnh thi là một nhân vật kiêu hùng không ai dám có nửa điểm khinh thường chỉ về nàng là nữ tử cho dù là giáo chúng minh nguyệt giáo trước kia thì cũng đã đề cao địa vị của nàng lên ngang hàng với cả minh nguyệt thần một trận chiến ở trần xuân quan định ra cản khôn sau đó chư hầu không còn đấu tiếp nữa thì cảnh tọa trấn trường xuân quan coi nơi này giống như đầu mối then chốt ở trung nguyên bắt đầu phái tu sĩ sông nguyệt minh đi trấn an cùng với mười chào các tông môn nhỏ khác chưa quy phụ quá trình này được tiến hành thuận lợi dù bọn họ tâm khổ khẩu phục hay là khẩu phục tâm không phục thì mặt ngoài đã không còn tông môn nào dám làm trái ý của sông nguyệt minh cả sau đó tịch ảnh bắt đầu chế định quy củ Ở trên núi, dưới núi Thiết lập một loại các hành vi hoạt động chuẩn tắc cho chúng tù sĩ Trong đó quan trọng nhất là tu sĩ trên núi phân tranh không được ảnh hưởng tới thế giới phàm tục Người tu hành càng không được coi phạm nhân như con sâu cái kiến Lạm sát dân thường Đương nhiên đây chính là ý tứ của viên minh Phạm nhân là gốc gác của tu tiên giả Là ngọn nguồn của tu tiên giả Nếu không có phạm nhân Thì làm gì còn có tu tiên ngoài ra tịch ảnh còn là một đại sự nữa đó là sai người siêu tập địa lý phong thủy ở các nơi khắp vân hoang đại lục tập hợp lại rồi mệnh lệnh cho chúng tù sĩ am hiểu trận pháp sắp xếp lại sơn hà linh mạch nàng muốn làm một chuyện từ xưa thế này không người nào làm được đó là liên kết tất cả linh mạch ở vân hoang đại lục xây dựng thành một tòa pháp trận đại khổng lồ có thể điều động toàn bộ linh khí của cả đại lục Người đưa ra tư tưởng này không phải là tu sĩ sông Nguyệt Minh, mà là một đại sư trận pháp của vua Nguyệt Giáo đầu hàng. Sau khi chiến bại, cả là người đã bố trí ra sinh sinh tạo hóa trận, thủ hộ đảo Phu Tăng Đảo. Về mặt trận pháp nhất đạo có thành tựu không tầm thường. Thế cảnh biết rõ quá trình xây dựng này cực kỳ dài dằng dặc và gian khổ, nhưng nàng tin rằng một khi hoàn thành, Mà giới có muốn cũng không dễ dàng xâm lấn vân hoang đại lục như vừa rồi nữa ít nhất nếu điều đó xảy ra vân hoàng đại lục cũng sẽ không đến mức khi sinh thảm thiết như vừa rồi sau trận đại chiến hai tháng thì viên minh cũng từ đông hải đi tới trường xuân quan chỉ cách hơn nửa năm viên minh lại tới nơi này nhưng lại cảm thấy giống như đã trải qua mấy đời tất cả mọi thứ nơi đây tượng như đã thay đổi hoàn toàn lúc trước trường xuân quan mang không khí của một tông môn còn hiện tại nơi này giống như một quân danh quy củ xâm nhiêm mọi người ra ra vào vào đều là bận rộn với công việc của riêng mình bọn họ mang theo thần sắc nghiêm túc mà chăm chú trong mắt còn có một vẻ sốt ruột khó tả về mình đi thẳng vào tổ sư đường ban đầu của trường xuân quan hiện đã trở thành chính thông điện xử lý các sự vụ trong đại điện đèn đuốc sáng trưng giữa đại sảnh rộng rãi còn bày một sa bàn cực lớn rộng chừng 10 trường hiện hiện địa hình từ bắc tới nam gần như đã bao gồm toàn bộ vân hoang đại lục lúc này tịch ảnh đang đứng ở bên ngoài xa bàn tay cầm mấy ngọn cờ đỏ hình tam giác tay kia sờ cầm nhìn la bàn cực lớn trước mặt nhíu mày trầm ngâm không nói gì mặt mũi của nàng vẫn xinh đẹp tuyệt luôn như trước chẳng qua giữa hai hàng mày lại cất giấu vẻ mỏi mệt không dễ phát giác viên bình đi tới còn chưa mở miệng chào hỏi thì tịch ảnh đã giật mình hoàn hồn nhìn lại thấy viên mình đôi mắt đẹp của nàng lập tức cong lên khuôn mặt ánh lên thêm vài phần vui vẻ biểu lộ thoáng cái đã trở nên sinh động đợi ngươi đã lâu rồi tề cảnh cười nói ngươi đã xử lý hết tất cả mọi chuyện trở nên ngay ngắn rõ ràng đến lúc quyết chiến trường sơn quan cũng không để ta tới còn cần ta nữa sao viên minh vừa cười vừa nói hắn không hỏi thăm chuyện thống nhất vân hoang đại lục bởi vì thông qua tin tức truyền đến cùng với nhìn tận mắt quang cảnh ở trên đường đi hắn đã mường tượng ra được bảy tám phần hơn nữa hắn cũng hoàn toàn tin tưởng vào tịch ảnh thậm chí ở phương diện này Viên Minh tự nhận thấy mình không thể khống chế toàn cục thành thạo được nhất tịch ảnh. Thế cảnh luôn luôn không thích đi vòng vèo. Ben mở miệng nói. Lần này tìm ngươi là muốn nói cho người biết ta đã tìm thấy được bí mật tiến dài đến phản hư kỳ từ thần hồn thiên cơ tử. Viên Minh nghe xong, hai mắt trở nên sáng ngời. Muốn đột phá phản hư kỳ, ngoại trừ tu vi tinh tiến thêm bình cảnh nguyên anh hậu kỳ, còn cần đạt tới ngũ hành hợp nhất coi như đó là căn cơ chính mới đột phá lên cảnh giới phản hư. Tề cảnh nói, ngũ hành hợp nhất. Viên Minh nghi ngờ nói, ngũ hành hợp nhất chính là phải có đủ linh căn ngũ hành, tu luyện pháp lực ngũ hành, tích cóp từng chút một đầy đủ, tập hợp lại thành lực lượng ngũ hành, đột phá bình cảnh nguyên anh, thẳng tiến tới phản hư. Tề cảnh đáp, nếu nói vậy, chẳng phải chỉ có những người đủ ngũ linh căn mới có thể trở thành tu sĩ phản hư. Viên Minh nghi hoặc, trên lý thuyết thì không sai, cho nên tu sĩ Nguyên Anh đến hậu kỳ đều phải nghĩ cách bổ sung các loại linh căn trong qua tình huống của người đặc thù trong cơ thể có bất tử thụ dung hợp tương đương tập hợp đủ bảy linh căn âm dương ngũ hành tịch cảnh nói nói vậy ta tu luyện cửu nguyên quyết thái âm luyện tùy quyết cô coi như tiến dần đến từng bước cô không thiếu hai loại pháp lực mộc và thổ hôm nay chỉ cần ta tu luyện ra pháp lực ba loại thủy kim hỏa nữa là được Viên Minh nghe vậy có hơi trầm ngâm. Nói vậy hắn còn cần tu luyện ba quyền công pháp thủy kim hỏa nữa. Công pháp tu luyện ra ngũ hành không khó, nhưng dựa vào cơ thể người tích có pháp lực ngũ hành từng chút một thì còn lâu mới có thể đột phá gung cùng xiềm xích. Cho nên còn cần thêm linh bảo phù trợ nữa mới được. Tề cảnh tiếp tục nói. Đến đây thì viên minh coi những mù trí thức, không dám chân lời, chỉ có thể lặng lặng lắng nghe. Sở dĩ thiên cơ tử có thể thành công là vì có một môn bí thuật luyện chế linh bảo được tổ sư trường xuân quan truyền xuống ông ta thông qua thuật này luyện chế ra một kiện linh bảo ngũ hành dung hợp linh căn của mình dùng loại linh căn bồi dưỡng linh tính của linh bảo do đó mới tích góp được linh lực ngũ hành từng chút một đến lúc muốn đột phá ông ta bèn một lần thu hết linh lực ở bên trong linh bảo kia cho nên mới gia tăng tỷ lệ đột phá lên cực cao tình cảnh bèn kết hợp với tình huống của thiên cơ tử giảng giải về mình nếu có điều suy nghĩ khẽ vút cầm, thầm nghĩ trong lòng chẳng trách được, gọi là linh bảo, là từng dùng cùng với linh căn cùng nhau phát triển lên. ngũ hành linh châu của thiên cơ tử là năm viên bảo châu có thuộc tính ngũ hành, thương hải huyền thủy châu chính là một trong số đó. bốn viên bảo châu còn lại đều là phòng chế phẩm mà ông ta luyện chế ra. ở lúc đột phá đã hoàn toàn hư hỏng, đến thương hải huyền thủy châu cũng bị hút mất một nửa linh lực bên trong. Tê Cảnh nói, nghe xong về Thương Hải huyền Thủy Châu, về mình đã hiểu bốn kiệp phòng chế kia cũng không phải là vật tầm thường. Chuyện của ngũ hành Linh Châu, người không cần lo lắng, ta đã có được phương pháp rồi, có thể phòng chế ra lại. Chỉ có điều không có phương pháp phòng chế ra Thương Hải huyền Thủy Châu, nếu dùng thêm lần nữa, e là sẽ hoàn toàn hư hại. Tê Cảnh có chút tiếc nuối. Nói vậy có nghĩa là cơ hội chỉ có một lần thôi sao? Viên Minh trầm gầm nói Chuẩn bị vẹn toàn thôi Ta tin người có thể một lần đột phá thành công Tề cảnh nhìn về phía viên Minh nói Viên Minh trầm ngầm không nói gì Thật lâu sau Hai mắt của hắn mới sáng ngời nói Thiếu chút nữa thì ta quên bất tử thụ Tề cảnh nghe vậy bên nhíu mày Không kịp phản ứng Tề cảnh ta tu luyện câu mang linh quyết Trên thực tế gốc bất tử thụ trong đan điền kia Đã tương đương với một kiện bảo mệnh linh tài của ta rồi Không phải lúc nãy người nói có cây này ta chẳng khác nào có bảy linh căn âm dương ngũ hành sau vậy sao ta không trực tiếp biến bất tử thụ này thành linh bảo dung nhập pháp lực ngũ hành vào bên trong bất tử thụ luôn viên minh vừa cười vừa nói đúng vậy làm gì có thứ gì phù hợp hơn với linh căn của ngươi hơn bất tử thụ nữa ngũ hành linh châu còn phải kém xa nghe vậy hai mắt của tịch ảnh cũng sáng ngời ngày mai ta sẽ bế quan nơi này có chỗ nào phù hợp không viên minh hỏi Triều Thiên Phong đã sửa sang lại, nơi đó có nhiều linh lực nhất trưởng xuân quan, người bế quan ở đó đi, sau đó ta sẽ đưa tất cả bí thuật công pháp cùng với đan dược linh tải qua. Tịch cảnh đáp, nghe người vậy, viên minh gật đầu vui mừng. Từ khi viên minh bế quan, tịch cảnh lại tiếp tục củng cố và đẩy mạnh đại nghiệp thống nhất của mình. Dấu vết của trường Xuân Quan đã hoàn toàn bị xóa sạch trong dòng sông lịch sử không ngừng chảy dài này. Các tông môn khác cũng bị chính thức thay đổi tên đổi thành tổng đàn song nguyệt minh dưới sự quản lý của tịch ảnh vân hoàng đại lục đã quét đi hơi mù chiến tranh ngành đón đoạn thời gian 10 năm phát triển phi tốc 10 năm sau song nguyệt minh đã hoàn toàn thống nhất toàn diện trên vân hoàng đại lục bất kể là nam cương hay mạc bắc bất kể là trung nguyên hay đông hải tất cả các tông môn to nhỏ đều bị nhét ở dưới trướng song nguyệt minh trên núi dưới núi mặc kệ là tu sĩ hay phạm nhân tám chín phần mười nhân khẩu đều trở thành tín đồ của hai vị thần minh nguyệt và tịch nguyệt nhận lấy che chở của bọn họ trong quá trình bố trí đại trận liên hợp ở vân hoang đại lục tề cảnh cũng nắm rõ ràng tình huống phân bố linh mạch linh điền ở trên đại lục cũng ăn bài nhân thủ đi cày cấy gieo trồng cuối cùng thống nhất phân phối một bộ phận còn thừa lại sẽ thông qua lưu thông mậu dịch ở trên thị trường một khi bên trong mình xuất hiện mâu thuẫn song nguyệt minh sẽ ra mặt điều đình những hoạt động tranh đấu ngoài sáng trong tối cũng đã bớt đi. Những hình thức nuôi dưỡng thú nổ vốn phổ biến ở Nam Cương, ngày trước thì gần như đã bị cấm triệt. Trong khoảng thời gian này cũng xuất hiện vài thế lực bất mãn với quá trình quản thúc, âm mưu khởi xướng phản loạn. Kết quả bọn họ còn chưa kịp khởi sự đã có người bí mật thông báo cho Song Nguyệt Minh rồi nhanh chóng bị chấn áp. Các quốc gia phàm tục gặp phải thiên tài cũng sẽ được các thế lực tu tiên cảnh nội ra tay can thiệp không để đến mức xuất hiện thảm họa khiến người ta phải ăn thịt người phụ mẫu bán còn cái toàn bộ vân hoang đại lục dưới sự quản lý của tịch ảnh dù là tu tiên giới hay phạm tục giới đều đã trở nên ngay ngắn trật tự bắt đầu phát triển không ngừng tịch ảnh cũng dần buông tay không còn can thiệp nhiều vào mọi chuyện nữa hiện tại toàn bộ vân hoang đại lục đã trải rộng các giáo đồ cũng là lực lượng lớn nhất khiến nàng có thể buông tay nàng còn phải tập trung sưu tập tài nguyên cần thiết cho viên minh chỗ giúp hắn nhanh chóng đột phá đến phản hư kỳ mặt khác còn không ngừng thu thập tin tức chuẩn bị cho công cuộc tiến về thế giới hải ngoại nữa chương 748 tiên anh hội 30 năm sau triều thiên phong đại môn bế quan âm ầm mở ra viên minh chậm rãi đi ra bộ pháp vững vàng hữu lực trong đôi mắt chất động linh quang nhưng rất nhanh theo hô hấp nội niếm hóa thành một mảnh thâm túy khổ tu tú thật lâu hiện tại tù vi của hắn đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ cách phản hư chỉ một bước nhưng một bước đột phá này khó khăn hơn xa đột phá tiểu cảnh giới bởi vậy trong lòng của hắn cũng không có quá nhiều hưng phấn phá quan đi ra cũng chỉ là muốn nghỉ ngơi sơ sơ điều chỉnh trạng thái một phen viên mình suy nghĩ kế hoạch tu luyện tiếp theo ánh mắt quét qua thái hư truyền tống trận đứng ở trong động phủ hắn trầm gầm một lát bỗng nhiên đưa tay đánh ra một đạo pháo quyết về phía cột đá trong trận trên cột đá lập tức lóe lên hắc mang rồi biến mất sau một lát trong huyết sắc hỏa diễm hiện ra khuôn mặt của tịch ảnh người xuất quán tịch ảnh kinh hỉ nói ừ vừa đột phá nguyên anh hậu kỳ tạm thời đi ra giải sâu một chút người bên kia có chuyện gì cần hỗ trợ xử lý không tiếp theo ta sẽ một mực bế quan đến phản hư chỉ sợ sẽ rất lâu không quan tâm tới chuyện ngoại giới được viên minh hỏi hiện tại vân hoàng thống nhất kỳ thật không có chuyện gì cần ngươi ra tay ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều cứ an tâm tu luyện là được về sau theo định kỳ ta sẽ phái người đếp vật tư đếp động phủ của ngươi tranh thủ giúp ngươi sớm ngày đột phá phản hư chúng ta cũng chuẩn bị đi hải ngoại tịch cảnh nói tốt thế nhưng đột phá phản hư cần tài nguyên rất nhiều nếu để cho ta hết người tu luyện có bị ảnh hưởng không viên minh có chút lo lắng hỏi không sao thực lực của ta hiện tại đã đủ tọa chấn vân hoàng chờ tu vi của ngươi đại thành mang ta tiến về hải ngoại ta lại vơ vét tài nguyên đột phá cũng không muộn về phần nguy hiểm trên đường đi không phải có thông tiên ma trụ sao toàn bộ hành trình vượt biển ta có thể trốn vào thao thiên đình tu vi thấp một chút cũng không sao tịch ảnh đã sớm dự liệu xong nghe vậy viên minh không nói gì thêm lại trao đổi thêm vài câu nói rõ tình huống vân hoang hiện tại sau đó chuẩn bị tiếp tục bế quan lúc ngươi đột phá ta lại di chuyển một chút vật tụ linh tới nhất định có thể trợ giúp thêm cho ngươi Tịch cảnh bỗng nhiên đề nghị viên minh tự nhiên không có ý kiến hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu sau đó ngừng liên lạc viên minh trở lại phòng bế quan tay áo quét qua đại môn trùng điệp đóng lại rút cuộc không còn động tĩnh trăm năm sau vụ hóa thành tòa tiên thành chịu đủ chiến tranh tàn phá này hiện tại đã rực rỡ hẳn lên quy mô thành trì khuếch trường gấp trước mấy lần vô số đình đài lầu các tựa như hoa tươi khoe sắc mỗi một góc ngóc ngách ở trong thành nở rộ hào quang mà trong đó làm người chú ý nhất chính là chỗ giác đấu trường tục truyền giác đấu trường là do vị tịch nguyệt đại thần nhân tự mình chủ tính trận pháp đại sư nằm khu vực vân hoàng cùng chung sức tạo ra không chỉ chiếm diện tích khổng lồ bên trong còn bố trí vô số pháp trận càng có thể mô phỏng xuất ra hàng ngàn hàng vạn trang cảnh huyễn thuật giống như hiện thực cung cấp cho tu sĩ tiến vào giao đấu lịch luyện trước giác đấu trường một gã thiếu niên đầu quấn khăn bố chậm rãi nói ở trước mặt gã đứng một nam một nữ đều mặc gấm lụa áo ngắn nhìn cách ăn mặc là người nam cương tu vi ba người không cao chỉ có chút cơ thế nhưng nhìn niên kỷ tựa như cũng chỉ mười năm mười sáu tuổi có thể nói là người nổi bật trong cùng thế hệ thật lợi hại phương sư huynh về sau chúng ta tỉ thí có phải sẽ tiến hành ở chỗ này không nữ tu nghe xong giới thiệu một mặt hưng phấn kéo ông tay áo sư huynh hai vị cũng tới tham gia tiên anh hội sao thật kính thật kính còn chưa kịp giới thiệu tài hạ liễu mậu đại biểu cho hắc phong xa xuất chiến về sau nếu gặp cần mời hai vị hạ thủ lưu tình thiếu niên đầu quấn khăn chắp tay nói gã và đôi sư huynh muội này cũng là bèo nước gặp nhau thấy bọn họ yếu kỳ với giác đấu trường mới không nhịn được chen vào giới thiệu hai câu thật lễ tại hạ phương sương vị này là sư muội của ta mai hiểu đại biểu cho nam cương bắc vực xuất chiến phương sư huỳnh đáp lễ tiên anh hội chính là đại hội sau khi tịch ảnh thống nhất vân hoang đưa ra chỉ tuyển chọn nhân tài ưu tú cứ mười năm một lần quy định chỉ cho phép tu sĩ kết đan trở xuống lại chưa đầy 30 tuổi tham gia trước tiên tuyển chọn ở năm khu vực mỗi khu vực tuyển ra 5-10 người đại biểu cho địa vực, cuối cùng thi đấu ở Vũ Hóa Thành. Gặp lại chính là hữu Duyên. Hai vị đạo hữu tựa như lần đầu đến, không bằng đề tà mang dị vị đi du lãm một ven. Liễu Mậu cười đề nghị, tốt tốt, không đợi Phương Sương trả lời, Mai Hiểu liên tục gật đầu, một mặt hưng phấn. Sư muội đã không còn sớm, đừng đi dạo nữa. Nếu không sư phó trở về, phát hiện chúng ta trốn ra, nhất định sẽ phạt chúng ta đấy phương Sương cười khổ một tiếng vội vàng khuyên căn hm. mẫu thân ta luôn bắt ta tu luyện thật vất vả mới tới trung nguyên một chuyến còn bắt ta ở trong phòng bế quan đây là thời gian dành cho người sống sao mai hiểu tức giận bất bình nói sư phó người cũng là vì tốt cho ngươi phương Sương lắc đầu được rồi được rồi phương sư huỳnh người bất chân luận đi phụ mẫu ta là ai ta không biết sao người chính là lão yêu bà cả ngày kiếm cớ sai sử chúng ta giống như lần trước mai hiểu nhách miệng giống cái gì nhưng đúng lúc này một âm thanh tràn ngập hàn ý từ sau lưng ma hiểu truyền đến thân thể của ma hiểu chẳng mấy chốc cứng đờ tiếp theo giống như con rối cứng đờ quay lại chẳng mấy chốc khuôn mặt chuyển sang vẻ tươi cười giả lại mẫu thân còn dỡn thôi mẫu thân là tốt nhất nàng nghĩ một đằng nói một nẻo lúc này ở trước mặt nàng một nữ tử mặc cung trang xanh nhạt, trang nhã, đang hai tay ôm ngực, mặt mũi tràn đầy hàn ý, nhìn chăm chăm vào Mã Hiểu. Trên vai nàng, một con chồn nhỏ hỏa hồng tuyết miệng kêu lên ken két, tựa như đang cười nhạo Mã Hiểu. Nếu viên minh ở đây có thể nhận ra, con chuột nhỏ này rõ ràng là hỏa giảm nhi năm đó hắn chăm sóc, mà khuôn mặt của nữ tử thành nhã kia có chút tương tự với Lý Truy và Lăng Tống Hòa, hai bên kết hợp thân phần của nữ tử thành nhã không cần nói cũng biết. Lúc này tựa như nàng mới nói xong việc từ trong giác đấu trường đi ra, đi theo đó, có không ít đồng đạo kết đan. Thế nhưng những người kia cũng cho nàng mặt mũi, vèn vèn chỉ nhìn qua hai lần liền chủ động rời đi, cô không có ý xen vào chuyện nhà nàng. Ngươi ngày thường không chăm chỉ thì thôi, hiện tại tiên anh hội sắp đến, ngươi còn không chịu khó nắm giữ mấy đạo bí pháp ta dạy, làm sao mà lấy được thành tích tốt. Lý Ngư lạnh lùng, lại không so đo chuyện nữ nhi gọi mình là lão yêu bà. Mẫu thân, thế nhưng con thực muốn đi xếp một chút. Chỉ hôm nay thôi có được không? Mà hiểu nghe vậy, công còn cười sời lời, lúc này khuôn mặt cầu khẩn nói. Không được. Hiện tại người đã 16 tuổi, bỏ qua tiên anh hội lần này, đợi lần sau có những tuổi sắp đến hạn, mà chỉ cần trên hội lần này người lấy được một vị trí, là có thể tiến vào tổng đàn sông Nguyệt Minh tu hành. Đến lúc đó vũ hóa thành này, người muốn đi dạo lúc nào chẳng được. Còn bây giờ người nhất định phải ngoan ngoãn trở về bế quan cho ta. Lý Ngư lạnh giọng khiển trách, mà hiểu chép miệng, một mặt không cam lòng. Mà đúng lúc này, một tiền tù sĩ kết đàn bên má trái có dấu bị phòng thì trong giác đấu trường đi ra. Gã chú ý tới tình huống bên này, chủ động đi tới, cũng trung thực đứng ở bên cạnh liễu mậu, trao đổi một chút ánh mắt sau đó chắp tay với Lý Ngư. Đúng là xảo diệu, người này chính là Trương Tú mà viên mình đã cứu ở Hắc Phong Xà lúc trước. Lý Đạo Hữu đã xảy ra chuyện gì? Là tiểu đồ mạo phạm mấy vị sao? Trương Tú mở miệng hỏi. Trương Đạo Hữu hiểu lầm là tiểu nữ ngang bướng, không liên quan đến đồ đệ Đạo Hữu. Lý Ngư lúc này mới chú ý tới phía Liễu Mậu, bấy giờ quay người lắc đầu. Trương Tú nghe thế kéo đồ đệ của mình qua, vốn không muốn lẫn vào việc nhà Lý Ngư, nhưng lúc này liễu mậu chợt truyền âm cho y kể lại tiền căn hậu quả khi biết chuyện mấy người tranh cãi y không nhịn được nhìn mai hiểu một chút lý đạo hữu thứ cho tao mạo muội nhưng có cầu lấp bỏ không bằng khai thông lệnh ái cũng đang tuổi hoạt bát năng động để nàng nghỉ một ngày đi xem chút việc đời cũng tốt nếu bức bách quá nàng sinh lòng phản kháng ngược lại càng không tốt cho tu hành trương tú suy nghĩ một chút chủ động khuyên một câu nghe vậy thì lý ngư tựa như cũng có chút do dự mà ma hiểu cũng thừa cơ giữ chặt tay mẫu thân ngập nước mắt chớp chớp tựa như tiểu cầu ai chỉ một ngày thôi về sau người nhất định phải toàn tâm tu luyện lý ngư thở dài cuối cùng vẫn mềm lòng đồng ý mai hiểu thỉnh cầu vâng mai hiểu reo hò lên đừng có cao hứng sớm quá tuổi ngươi còn nhỏ không phải nơi nào cũng có thể đi hòa sàm nhi người đi theo hiểu nhi đừng để nó chạy quá xa nghe chưa lý ngư cũng không yên lòng bỗng nhiên gần đầu căn dặn hòa sầm nhi trên vai hòa sầm nhi đứng lên dùng bước chân vỗ ngực một cái sau đó vọt tới trước rơi xuống đầu vai của má hiểu a à, đừng mẫu thân hòa sầm nhi cực tham ăn mỗi lần mẫu thân không có mặt đều bắt chẹt con bắt con mua đồ ăn cho nó cầu ngài để cho người khác giám sát con phương xương sư huynh cũng được mai hiểu lập tức nói gấp không được nói bậy Lý Ngư gõ gõ chán của Mai Hiểu tức giận dạy dỗ. Hòa Sàm Nhi cũng liên tục gật đầu, dùng chân trước gõ nhẹ đầu Mai Hiểu, tựa như đang phàn nàn. Thời gian cũng không còn sớm, Lý Đạo Hữu ta còn có chuyện quan trọng cáo từ trước. Ở bên kia, Trương Tú cũng lên tiếng cáo từ. Thế nhưng đồ đệ của y là Liễu Mậu thì vẫn lưu lại. Lý Ngư biết thành danh của Trương Tú, cũng yên tâm với đệ tử của y, cũng không can thiệp nữ nhi giao thiệp, chỉ dặn dò vài câu sau đó rời đi ma nàng vừa đi hòa xàm nhi bắt đầu cọ quậy leo thẳng lên đầu của ma hiểu vươn móng vuốt quơ quơ trước mặt ma hiểu à ta chỉ có nhiêu đây ma hiểu cong miệng lên bật đặc dĩ lấy từ trong túi chiếc vật ra mấy khối hòa tinh thạch hai tay dâng lên đỉnh đầu giống như cống phẩm hòa xàm nhi vui mừng thân hình lóe lên ăn sạch hòa tinh thạch sau đó lại bất mãn kêu hai tiếng tựa như sợ ít muốn bảo mai hiểu đi tìm thêm ở một bên khác Phương Sương cô không cảm thấy kinh ngạc với màn này, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Liễu Mậu đang vui cười hớn hở xem trò vui. Xin hỏi Liễu Đạo Hiếu, sư phụ của người có phải chính là vị chủ nhân của Hắc Phong Sa kia không? Gã tò mò hỏi. mươi 749, Phản Hư Thành Không dám nhận, không dám nhận, sư phụ ngày ấy chỉ là đại diện Minh Nguyệt Giáo quản lý sa mạc Hắc Phong Sa thôi, sao có thể gọi là chủ nhân gì chứ? Liễu Mậu liên tục xua tay Liễu Đạo Hữu đúng là khiêm tốn quá Đại danh của Trương Tiền Bối Cả thiên hạ ai mà không biết Nghe nói ngày ấy cởi đầu khiêm tốn Xuất thần vốn là một nô lệ mãi tới loạn vu nguyệt giáo Mới bất ngờ có được cơ duyên Từ đó một bước lên trời Chỉ dựa vào sức bột mình Đã có thể đánh hạ cả nửa hắc phong xa Còn hủy bỏ luôn chế độ nô lệ Sau đó gia nhập song Nguyệt Minh Tiếp tục nam trình bắc chiến Thu hoạch vô số chiến quả hôm nay gặp mặt quả nhiên khí độ phi phạm phương dương nói với vẻ mặt vô cùng sùng kính sư phụ ngày ấy thực ra cũng chỉ là may mắn có điều cái này nói nhỏ cho người biết chớ truyền ra ngoài Cờ duyên mà sư phụ có được năm đó thực ra là do minh nguyệt thần đích thân ban thưởng lão nhân già khi ấy còn động viên sư phụ ta mấy câu cổ vũ sư phụ ta xông pha tạo lập sự nghiệp nhờ đó mới có được sư phụ như ngày hôm nay lão mậu vừa nói vừa chắp tay đưa mắt nhìn về phía tổng đàn sông Nguyệt Minh. Lại có việc này, từ lâu ta đã nghe Minh Nguyệt Thần Đại Nhân năm xưa từng trợ giúp rất nhiều người. Không ngờ Trương Tiền Bối lại một trong số đó, quả nhiên là may mắn. Không biết ta sau này có thể có cơ hội tận mắt thấy tôn nhàn Minh Nguyệt Thần được ngày ấy chỉ điểm không? Phương Sương lầm bẩm ước ao. Các người đang nói Minh Nguyệt Thần Đại Nhân à? Nghe nãy nãy ta kể, người cũng đã từng gặp mà hiểu nghe vậy cũng xuống vào khi nàng vừa mới nói dứt câu trên bầu trời đột nhiên có tiếng sét đi đùng vang lên tiếp đó là một đợt sóng khó diễn tả từ tổng đàn của sông nguyệt minh cuồn cuộn tỏa ra theo đó có vô số quang đoàn linh khí to bằng nắm tay từ mặt đất và những tòa kiến trúc bốn phía xung quanh ào ạt chui ra rồi nhất loạt bắn thẳng đến bầu trời mọi người quá sợ hãi vội vàng đưa mắt nhìn lên trời chỉ thấy tất cả quang đoàn linh khí giống như sao băng chạy ngược tập trung vào một chỗ trên trời chúng nhanh chóng ngưng tụ thành một đám linh vân bảy màu khổng lồ bên trên đám mây còn có những tia sáng chớp động lưu truyền trông vô cùng huyền diệu bất phàm không trùng dự áng mây xoay tròn vận chuyển tạo thành hình cái phễu mà phần đáy phễu nằm đúng ngay ở bên trên chiều thiên phong bên trong tổng đàn sông nguyệt minh hào quang vô tận che khuất bầu trời Rọi xuống biến cả vũ hóa thành đồi sông bảy màu tiếng nổ vang rền từ trên cao không ngừng truyền xuống nhưng nếu lắng tai nghe kỹ lại có cảm giác bốn phương yên tĩnh tới lạ thường cảm giác như những tiếng sấm rền kia phát ra từ lồng ngực nổ vang trong lòng mình chứ không phải bên tai đây là thiên tượng gì chẳng lẽ có tiền bối sắp đột phá nguyên anh phương Sương tròn mắt quan sát không phải ta từng có may mắn cùng với sư phụ chứng kiến thiên tượng kết anh độ hùng vĩ kém xa thế này liễu mậu quả quyết lắc đầu không phải nguyên anh vậy cái này chẳng lẽ là phương sương nuốt nước miếng không dám tin vào phán đoán của mình đúng lúc này hòa sàm nhì trên đỉnh đầu của ma hiểu giống như cảm ứng được điều gì đó chợt ngồi thẳng lên kêu ken két vùng mạnh trần trước hướng về phía dị tượng trông tựa như là đang phất tay chào hỏi mấy người thấy hòa sàm nhì như vậy trong lòng lập tức càng thêm kinh dị ngay khi tiên tượng vừa xuất hiện ở tổng đàn sông nguyệt minh vô số độn quang từ trong động phủ bay ra lướt thẳng về phía triều thiên phong vào thời khắc này một đại trận sương mù bao phủ cả triều thiên phong và những ngọn núi cạnh đó chặn những người tới xem ở bên ngoài khi hứa triệt chạy tới nơi cảnh mà y thấy chỉ là một đám người đang nhôn nháo ngóng chờ y không đứng chờ cùng với những đám người này mà truyền âm vào phía trong một lúc sau nhàn tư tịnh cầm lệnh bài từ trong sương mù bước ra dẫn y đi vào trong xuyên qua sương mù dày đặc Thứ đầu tiên đập vào mắt của hứa triệt là tụ linh thụ ở bên trên đỉnh của triều thiên phong. Để hỗ trợ cho viên minh đột phá lần này, ngoại trừ gốc tụ linh thụ này, tịch ảnh còn chuẩn bị khá nhiều vật tụ linh, ví dụ như tụ linh huyết hà trong tay của tịch thiến. Nàng vùi sâu tất cả chúng ở dưới triều thiên phong, làm linh lực nơi đây tăng vọt lên mấy lần, thậm chí vài nơi còn xuất hiện cảnh tượng linh khí hóa lỏng. Hứa triệt ngẩng đầu nhìn qua thiên tượng, thấy nơi linh vận tụ tập tới chính là chỗ bên dưới tụ linh thủ y lập tức ý thức được lúc này viên mình đang ở đó đột phá nên không dám tới gần chỉ yên lặng theo nhàn tư tịnh đi tới một ngọn núi gần đó cùng lúc ấy tịch ảnh thân vận váy áo đứng ở đỉnh núi phía trước đưa đôi mắt ngọc nhìn chăm chú vào chiều thiên phong phía xa dù trên mặt nàng không thấy có biểu hiện gì nhưng đôi tay thì lại đang siết chặt hứa triệt cũng không khiến nàng phân tâm Thậm chí khi y cung kính thì lễ chào hỏi, thì nàng cũng không đáp lời, y bền ngoan ngoãn đứng sau phía nàng. Nhàn tư vận cũng đang ở đây, thì hứa triệt tới gần, thì yên lặng gật đầu một cái. Trải qua trăm năm, hứa triệt và tỉ muội nhan thị. Hiện giờ đều đã đột phá nguyên anh, trong đó tỉ muội nhan thị thiên tư tốt hơn, thậm chí còn được tịch ảnh yêu ái, đặc biệt truyền thụ minh nguyệt quyết, kiêm tu cả hồn tu chi đạo. Có điều nhàn tư vận vì phải lo nhiều việc, nên hiện giờ mới đạt tới cảnh giới tình vu còn nhàn tư tịnh thì toàn tâm tu luyện nên đã bước vào cảnh giới miên vu trên bầu trời dị tượng vẫn tiếp tục diễn ra đám tịnh ảnh cũng tiếp tục chờ đợi trong khi đó lại có thêm một người thân cận với viên minh chạy tới tất cả đều được nhàn tư tịnh lần lượt ra dẫn vào thời gian từng giờ từng phút trôi qua thế nhưng quá trình đột phá của viên minh vẫn chưa kết thúc đám người vây xem cũng dần dần sinh cảm giác thấp thỏm nhưng đúng vào lúc này một tiếng thét dài xuyên thủng trời xanh đột nhiên từ đỉnh của triều thiên phong vang lên nghe giống như thần long ngâm dài mãnh hồ rít gào khiến người người chấn động trong lòng linh vân trên bầu trời cũng đột nhiên run lên tiếp đó nhanh chóng lưu truyền trông giống như một dòng sông từ trên chín tầng trời chảy xuống giọt hết vào đỉnh của triều thiên phong tất cả linh khí trong phạm vi thiên tượng bao phủ lập tức bị rút cạn cùng với đó đám người nhất loạt có cảm giác ngột ngạt và khô khan giống như cá ra khỏi mặt nước, phơi mình dưới ánh mặt trời. Chỉ khoảnh khắc sau đó, một cột sáng từ chiều tiền phong chiếu thẳng lên trời, đồng thời vô số linh quang như suối, ào ạt tuôn về chân trời, rồi hóa thành nước mưa, tí tách rơi ở trên mặt đất. Theo những hạt mưa rơi lên thân thể, cả đám lập tức cảm giác thần thành khí rằng, đồng thời trên mặt đất có vô số cỏ non hoa tươi từ trong bùn đất chèn trúc chui ra, biến cả dãy núi thành một dải màu xanh bát ngát nhưng chỉ mấy nhịp thở sau đó linh vũ chợt ngưng mặt thay vào đó là một dài cầu vòng bảy màu hiện lên trên bầu trời đồng thời một bóng người chậm chậm bay xuống đáp ở trước mặt mọi người chúc mừng minh nguyệt thần đột phá phản hư cả đám vội cúi đầu đồng thanh lên tiếng chúc mừng những người từng thân cận với viên minh như long trùng lúc này cũng không dám gọi thẳng tên viên minh gần như trên mặt mọi người đều mang vẻ cung kính duy trì có một ngoại lệ ta thành công rồi. Viên Minh nhìn tịch ảnh với đôi mắt ánh lên vẻ vui mừng. Tịch ảnh nhẹ gật đầu không nói gì, chỉ si ngốc nhìn Viên Minh. Chẳng hiểu sao, nàng lại chợt nhớ tới bộ dáng vất vả cầu sinh ở thập vạn đại sơn của hắn năm xưa. Kẻ từng là tù phạm Nam Cương, giờ đã là bá chủ Vân Hoàng. Chớp mắt sau đó, tịch ảnh bước lên mấy bước, ôm chặt Viên Minh rồi hôn hắn. Thay thế, Viên Minh đầu tiên là hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn trở nên nhu hòa, cả hai ôm hồn giữa ánh mặt trời hào quang rực rỡ. Ngay sau đó, hắn phất tay, mang tịch ảnh biến mất ngay ở trên đỉnh núi, chỉ để lại một đạo thần niệm lưu âm vang vọng ở bên trong não hải của mọi người. Nửa năm sau, bổn mình tổ chức thịnh điển, xin nhờ các vị đưa tin ra ngoài, mời quần tu ngũ vực cùng tới xem lễ. Đám người vội vàng xưng vâng, khi ngẩng đầu lên mới phát hiện cả bên mình lẫn tịch ảnh đều không thấy đầu nữa. Bọn họ cũng không nghĩ nhiều, sau khi chào hỏi sơ, thì liền tự mình rời đi. Mấy ngày sau, ở động phủ trên tiểu thiên phong, lúc này tịch ảnh đã rời đi để viên minh có thời gian củng cố tu vi. Vì lần đột phá này, viên minh trước sau đã chuẩn bị rất nhiều. Cổ tu trăm năm không chỉ giúp hắn tu vi đạt tới nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, mà còn để hắn tu luyện ba môn công pháp khác đạt tới cảnh giới cao thâm. Dù vậy nhưng hắn đột phá lần này cũng không phải thuận buồm xuôi gió Chẳng biết có phải là vì hắn là ngôn vu hay không Mà lượng linh lực yêu cầu trong quá trình đột phá Vượt xa dự kiến của hắn Dù hắn đã tu hỗn động bí thuật Tới viên mãn từ sớm Pháp lực ở trong đan điền gấp đôi tu sĩ cung cấp Nhưng cũng không thể thỏa mãn yêu cầu đột phá Điểm này khiến cho hắn vào thời điểm mấu chốt Xém chút không kịp trở tay Cũng may hắn có tu tập bí thuật của trường Xuân Quan Luyện bất tử thụ Thành hữu sinh linh bảo nhờ vào lượng ngũ hành linh lực khổng lồ tồn trữ ở trong đó mới vừa vặn đủ yêu cầu bước vào cảnh giới phản hư. Nhưng tính ra hắn vẫn phải trả một cái giá rất lớn, bao nhiêu linh lực góp nhặt ở bên trong bất tử thụ, gần như bị vắt kiệt, bản thể của nó cũng bị thương nặng, thiếu chút nữa là biến thành phàm vật, cũng may nó có sức sống mãnh liệt, cuối cùng vẫn giữ được một hơi. Chỉ có điều e là sẽ phải mất một thời gian ồn dưỡng dài mới có thể khôi phục lại như cũ dù quá trình có nhiều lòng đong vất vả cũng có tổn thất nhưng viên minh sau khi đột phá phản hư rồi những thứ mà hắn thu được còn lớn hơn đầu tiên là nhờ vào bổ khuyết linh căn viên minh hiện giờ đã không còn nhược điểm trên phương diện ngũ hành thuật pháp sau khi bước vào phản hư hắn thu hoạch được năng lực điều khiển thiên địa linh khí trong phạm vi nhất định có thể dựa vào đó để cường hóa uy lực pháp bảo cũng có thể khiến cho pháp thuật từng học trước đó phát ra thần thông hoàn toàn khác biệt ngoài ra trong quá trình đột phá pháp bảo bản mệnh diệt hồn kiếm của viên minh dưới cơ duyên xảo hợp đã hòa cùng với linh căn hoàn toàn biến đổi sơ bộ bắt đầu sinh ra linh tính ý thức đây chính là dấu hiệu cho việc khí linh bắt đầu manh nha hình thành dù khí linh của tu la phệ huyết đồ và thao thiên đình với viên minh hiện tại vẫn khó mà khống chế nhưng diệt hồn kiếm thì khác nó đồng hành cùng với hắn bấy lâu nay khí linh lại vừa mới thai nghén viên minh tự thấy có lòng tin có thể đặt nó dưới sự khống chế của mình nên hắn cực kỳ chờ mong coi trọng bởi dù thế nào đi nữa một khi khi linh thai nghén thành công khó mà hình dung được sức mạnh của diệt hồn kiếm khi ấy sẽ tăng lên tới mức độ nào có điều là bản thân diệt hồn kiếm còn phải tế luyện ôn dưỡng thêm một thời gian nữa nếu có cơ hội thì còn phải bổ sung thêm một ít linh tài rồi tiến hành rèn luyện nếu không thời gian cần để cho khí linh sinh ra sẽ cực dài nhưng những vật liệu cần thiết hay là khó mà thu thập đủ ở vân Hoàng cách tốt nhất vẫn là tiến về hải ngoại mới có thể thu hoạch bởi vậy trong thời gian củng cố cảnh giới trong lòng viên minh cũng chuẩn bị kỹ càng hiện tại vân hoàng thống nhất phản hư đã thành nơi đây không cần phải lo lắng nữa cũng đã đến lúc hắn đến rời đi chương 750 ba trang thiên thư tin tức việt minh đột phá phản hư nhanh chóng quét qua toàn bộ vân hoàng nhìn chung lịch sử của vân hoàng người có thành tựu phản hư lác đác không có mấy mà như viên minh đồng thời thành tựu thể tu vạn tượng hồn tu ngôn vu pháp tu phản hư càng chưa bao giờ có đúng là thành tựu xưa này chưa từng có trong thời gian ngắn tới cũng sẽ không có kẻ đạt được phàm ai biết đến viên minh không khỏi bị thiên tư và khí vận quán làm chấn kinh mà những người hoàn toàn không biết gì cả thì coi viên minh là thần thánh trời sinh trên phố thậm chí lưu truyền tiên đồn nói minh nguyệt thần viên minh giống như vu nguyệt thần từ viễn cổ đến là đại năng thức tỉnh nhờ đó số lượng tín đồ của minh nguyệt giáo sau đoạn thời gian tăng lên mấy lần không biết có bao nhiêu người khẩn cầu minh nguyệt thần khát vọng được chia một tia thiên phú và khí vận của hắn thế nhưng đối với những người đã từng là lão tổ tông môn và lãnh tụ thế lực viên minh đột phá bản hư lại đại biểu cho lực lượng của sông nguyệt minh càng thêm cường đại thống trị vân hoàng cũng càng thêm không thể lay động bởi vậy gần như tất cả tu sĩ Nguyên Anh khi biết tin tức này đều không hẹn mà cùng lấy tốc độ nhanh nhất chuẩn bị hạ lễ, cũng xuất phát tiến về Tổng đàn Sông Nguyệt Minh. Không có bất kỳ người nào dám từ chối không đến, cũng không có bất kỳ người nào dám không chuẩn bị gì. Nghe nói vì chuẩn bị hạ lễ, linh vật đỉnh cấp trong vân hoàng đã bị vơ vết toàn bộ, dẫn đến giá cả thị trường phường thị tăng lên không ít. Có tù sĩ nguyên anh phản ứng chậm, thậm chí còn không tìm ra được đồ vật chỉ có thể hào hết dịch não bỏ thêm công sức sáng tạo ở trên lễ chúc mừng Và vì chuẩn bị khánh điển trong sông nguyệt minh cũng bỏ ra công phu chỉ tiêu hào số lượng linh thạch đã dùng tới số ức người và vật lực tiêu hào càng tới tình trạng nhìn thấy mặt giật mình ngày đại điển chính thức tổ chức toàn bộ tổng đàn sông nguyệt minh người đóng nghìn nghịt tù sĩ kết đàn ngày thường khó gặp trở thành nam lên cũng chỉ những nguyên anh lão quái cùng với nhóm người có giao tình với viên minh mới có thể tiến vào bên trong mâm gặp viên mình được vài lần tình nhi trước đó không lâu lại mang thai nghe nói ngươi đột phá phản hư vẫn mong muốn được người ban thưởng tên nói là muốn dính một chút tiền khí ta bị nàng kêu ca cả ngày thực sự không có biện pháp cũng chỉ đành mang mặt dày đến đây trước mặt viên minh hứa thiên cười khổ một tiếng trưng cầu ý kiến của hắn chỉ là việc nhỏ biểu hình không cần lo lắng ta nghĩ hứa ngọc tiên cái tên này huynh cảm thấy thế nào viên minh suy nghĩ một lát vừa cười vừa nói hứa ngọc tiên à cái tên này rất hay là tình nhì ở bên cạnh được nhắc tới một tiếng mặt mũi tràn đầy cao hứng hứa thiên cũng rất hài lòng với danh tự này lại bắt chuyện với hắn hai câu sau đó chủ động lôi kéo thế tử rời đi không quấy giày viên minh tiếp tục tiếp khách viên minh đưa mắt nhìn bọn họ rời đi đợi cả hai đi xa không nhịn được mà thở dài trong lúc hắn tiến vào tam tiên đảo tổ mẫu hắn vì cầu cơ duyên kết đan mạo hiểm tiến vào bí cảnh mà vẫn lạc hai vị cữu cữu cũng thọ nguyên hào hết mà lần lượt qua đời sau khi phụ mẫu của viên minh qua đời hiện tại thân nhân chung huyết mạch với hắn lưu lại ở trên đời cũng chỉ còn lại có một mình hứa thiên hắn vừa mới âm thầm dùng thần thức dò rét phát hiện thiên phú của hứa thiên cũng không cao hiện tại tuổi tác đã lớn có thể tu đến trúc cơ đã là may mắn gần như không có khả năng tiến thêm viên mình có thể làm được cho y cũng chỉ có phân phó hứa triệt an bài trung mình có thể che chở tốt hậu bối của y vừa nghĩ đến đây viên mình không nhịn được cảm khái một tiếng ở trên tiết lộ mênh mông cô đơn trước bóng tâm tình vốn vui vẻ cũng bịt kín một tầng lo lắng chủ thượng vạn thiên nhân và các quyền dương tê cầu kiến đúng lúc này hứa triệt bỗng lên tiếng thông báo viên mình đơn giản thu thập tâm tình một chút gật đầu để hứa triệt dẫn người vào vạn thiên nhân đi theo hứa triệt đến y đã không còn khí thế ngập trời năm xưa cả người giống như già thêm chục tuổi ta khoa dầm một nửa hai vai cụp xuống thân hình không còn thẳng thắp tu vì càng thụt lùi tới nguyên anh trung kỳ qua trăm năm thời gian của y cũng không còn nhiều từ khi y đột phá tới phản hư thất bại địa vị phú tăng đảo ở đông hải càng ngày càng xuống dốc mà đợi đến khi sông nguyệt minh phát triển trường xuân quan đại bại thì tình cảnh của phú tăng đảo cũng lập tức ngã xuống đáy cốc hơn phân nửa hòn đảo Đông Hải cắt liên lạc với bọn hắn. Duy nhất còn liên hệ thì cũng chỉ có cốc huyền dương là minh hữu đáng tin, nhưng tổng cộng chỉ giải rác mấy nhà, đều bị đè đánh rất lợi hại. Điều này dẫn đến nội bộ tù sĩ dưới quyền bọn hắn lục đục, thậm chí còn có không ít kẻ phản bội chạy trốn. Phù tăng đảo ta từ danh chấn Đông Hải, hiện tại luôn lạc tới hoàn cảnh, ngay cả hòn đảo cấp 2 cũng không bằng. Việt mình nghĩ tới tình báo những ngày qua hứa triệt thu thập được đoàn suy đoán ý đồ vạn thiên nhân đến bỗng thấy vạn thiên nhân không người xuống cùng kính thì lễ một cái phù tăng đảo vạn thiên nhân chúc mừng viên tiền bối đại thành phản hư y cúi đầu nói ai à, vạn đạo hữu không cần như vậy viên minh thở dài một tiếng có chút không đành lòng cuối cùng giữa hắn và vạn thiên nhân cũng không có mâu thuẫn lớn gì mà cảnh ngộ phù tăng đảo hiện tại trên thực tế cũng là vì chính dã tâm của vạn thiên nhân mà sinh ra hậu quả xấu, trách không được người bên ngoài. Viên tiền bối không cần thương hại ta, bởi vì có cầu thắng làm vua tua làm giặc, ta đã nhận mệnh vô ý tranh hùng với tiền bối, chỉ là cơ nghiệp tiên tổ, vạn lần không thể hủy trong tay ta. Phù Tăng Đạo đã từng đạt được ba tấm kim quỷ tiên thư, kính xin tiền bối sẽ mở mặt mũi của chúng, giờ cào đánh khẽ, để Phù Tăng Đạo một ngựa. Vạn thiên nhân đứng thẳng lên, hai tay nâng lên một nhẫn chữ vật, ai à, thôi, phản đạo hữu đã thỉnh cầu, ta sẽ đáp ứng. viên minh bất đắc dĩ gật đầu nhận lấy nhẫn chữ vật. vạn thiên nhân đưa lên thiên thư, tựa như cũng không muốn ở lâu, miệng cưỡng ứng phó vài câu. viên minh cũng nhìn ra y khó chịu, nên chủ động bưng trà tiện khách để y rời đi. mà vạn thiên nhân cùng với cốc quyền dương rời đi không lâu, tịch ảnh dẫn phụ thân cùng với tỷ tỷ tới. vạn thiên nhân vừa mới tới nói với người cái gì? tịch ảnh có chút hiếu kỳ hỏi thăm viên mình kể lại tình huống vừa rồi hắn cũng là người thông minh chỉ tiếc năng lực không xứng với dã tâm hiện tại ngay cả thiên thư cũng phải giao ra cứ như vậy theo ý người tha hắn một lần đi tịch cảnh nghe xong lập tức cười một tiếng viên mình cũng gật đầu sau đó ánh mắt dừng lại ở trên thân tịch chính cùng với tịch thiến qua trăm năm tịch chính thì vẫn như cũ không thể đột phá vạn tượng thể thế nhưng tình khí thần ngược lại rất không tệ quan hệ với tịch ảnh đã không còn xung khắc hai phụ tử hẳn là đã hòa giải mà tịch tiến thì biến hóa càng lớn hiện tại tù vì tư nguyên anh hậu kỳ thậm chí không kém nhiều so với trước khi viên minh đột phá phản hư thấy chưa thì xem viên minh cũng kinh ngạc đấy thì tỷ người tu luyện tốc độ thực sự quá nhanh tịch cảnh lúc này cũng nhìn về phía tịch tiến còn không phải là do công lao của hai người các ngươi sao nếu không phải các người luyện ra bất tử tiên đan hiện tại ta còn đang nằm trong quan tài đấy nào có tu vi cao như vậy tịch thiến cười nói uyển truyền người muốn gặp viên mình vẫn còn nhiều bởi vậy sau một phen chuyện phiếm bọn tịch chính không lưu lại thêm lại nói mấy câu chúc mừng sau đó được tịch ảnh mang theo ra ngoài trong khoảng thời gian sau viên mình lại thấy không ít người quen như vợ chồng lý truy phụ tử kim hóa chân nhân trong quá trình trò chuyện với bọn họ viên mình liên tiếp nhớ lại bản thân đã trải qua đủ chuyện mà theo người cuối cùng cáo từ rời đi bỗng nhiên hắn có một loại cảm giác không hiểu tựa như là cùng đi tới từ biệt lần cuối chặt đất tất cả lưu luyến nhưng hắn biết rõ đây chỉ là một loại ảo giác viên minh suy tư lặng yên đứng dậy rời khỏi gian phòng tiếp khách nội đường đi tới đại điện đang tổ chức yến hội ở triều thiên phong đám người trong điện thấy viên minh hiện thân cũng đồng loạt đứng dậy chúc mừng gieo hò thành ngầm của bọn họ cũng không đồng loạt thậm chí có thể nói là lộn xộn nhưng viên minh nhìn qua từng gương mặt quen thuộc hoặc xa lạ, khóe miệng lại nở nụ cười. Một chén này mời chư quân cộng ẩm. Hắn tiếp nhận chén rượu hứa triệt đưa tới, dơ lên cao. Chúc mừng Minh Nguyệt Thân! Yến hội còn đang tiếp tục lửa nóng, tiếng ngôn đào liên tiếp, nhưng lực chú ý của viên minh đã chuyển qua ba trang thư mà vạn thiên nhân dâng lên. Thờ dịp không có người quấy giày, hắn đưa thần thức dò xét những chữ vật, xem kỹ bí thuật thiên thư ghi lại. Ba trang thiên thư, chia ra đối ứng ba đạo bí pháp Kim quỳ ngự thú thuật, tát đậu thành binh cùng với Hỏa nhãn kim tinh. Trong đó Kim quỳ ngự thú thuật, viên mình đã sớm nắm giữ, bởi vậy chỉ nhìn thoáng qua. Tát đậu thành binh là một môn thuật pháp cần đồ vật phụ trợ, trước khi thi triển. Thi thuật giả nhất định phải cần luyện chế linh đậu, cũng sớm chứa vào bên trong số lượng pháp lực và linh lực nhất định. Lúc chính thức đối địch, thi thuật giả có thể ném ra linh đậu chuẩn bị huyện hóa thành phân thân của mình để tác chiến. Phương pháp này tổng cộng có ba cảnh giới. Đệ nhất trọng chỉ có thể huyễn hóa ra phân thân có một thành chiến lực bản thể. Đệ nhị trọng là ba thành chiến lực, mà đệ tam trọng thì là sáu thành chiến lực. Cần phải chú ý chính là cảnh giới cao thấp phương pháp này chỉ ảnh hưởng thực lực của phân thân huyễn hóa ra. Về phần có thể trưởng khống số lượng phân thân thì hoàn toàn là do hồn lực thi thuật giả nhiều hay ít quyết định. Do với tác động thành binh, cùng với kim quỳ ngựa thú thuật tu luyện hỏa nhãn kim tinh thì nguy hiểm hơn nhiều nó yêu cầu người thi triển mượn nhờ linh hỏa tu luyện thông qua hai mắt hợp thù lực lượng của linh hỏa dùng cái này để cao thị lực tế sát nhập vi khám phá tất cả huyễn thuật ngụy trang thu nạp linh hỏa đẳng cấp càng cao luyện ra hỏa nhãn kim tinh uy lực càng lớn có thể xem thấu khoảng cách càng xa thế nhưng trong quá trình tu luyện người thi triển một khi xuất hiện sai lầm sẽ dẫn đến linh hỏa đốt bị thương con mắt từ đó triệt để bị mù, đồng thời không thể dùng thủ đoạn khác để tiến hành chữa trị và khôi phục. Tổng thể thì hai đạo bí pháp này một khi tu hành đều rất hữu dụng với viên minh hiện tại, thế nhưng luyện chế linh đậu hay là thu nạp linh hòa đều cần thời gian nhất định, chỉ ít trước mắt, viên minh còn không có ý định tu tập ngay. Rất nhanh, hắn rút ra thần thức khỏi nhận chức vật, chuyên tâm ứng phó tu sĩ Vân Hoàng đến đây chúc mừng. Hết chương 750, cảm ơn và hẹn gặp lại chương vị.